Xin tịnh tấn phá tan tất cả chúng ma, xin tịnh tấn nguyện vì tất cả chúng sinh làm mắt thanh tịnh, xin tịnh tấn cúng dường tất cả chư Phật, xin tịnh tấn khiến cho tất cả Như Lai thảy đều hoan hỷ, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đầy đủ vô thượng tinh tấn bà la mật của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ xin tịnh tấn. Những gì là 10? Đó là: một, vì giáo hóa tất cả chúng sinh nên xin tịnh tấn; 2, vì vào sâu tất cả pháp nên xin tịnh tấn; 3, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới nên xin tinh tấn; 4, vì tu hành chú học của tất cả Bồ Tát nên xin tịnh tấn; 5, vì diệt trừ tất cả chúng sinh ác nên xin tịnh tấn; 6, vì dừng lại tất cả khổ ba đường ác nên xin tịnh tấn; 7, vì phá tan tất cả chúng ma nên xin tịnh tấn; 8, nguyện vì tất cả chúng sinh làm mắt thanh tịnh nên xin tịnh tấn; 9, vì cúng dường tất cả chư Phật nên xin tịnh tấn; 10, vì khiến cho tất cả Như Lai thảy đều hoan hỷ nên xin tịnh tấn. Đó là 10 thứ tịnh tấn. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được đầy đủ vô thượng tịnh tấn ba la mật của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tâm được an ổn. Những gì là 10? Đó là: tâm Bồ Đề tự tại cũng khiến cho người khác trụ tâm Bồ Đề, tâm được an ổn. Mình rốt ráo lìa phẫn nộ đấu tranh cũng khiến người khác lìa phẫn nộ đấu tranh, tâm được an ổn. Mình lìa pháp phàm ngu cũng khiến người khác lìa pháp phàm ngu, tâm được an ổn. Mình sinh tu căn lành cũng khiến người khác sinh tu căn lành, tâm được an ổn. Mình trụ đạo ba la mật cũng khiến người khác trụ đạo ba la mật, tâm được an ổn. Mình trụ tại nhà của Phật cũng khiến người khác trụ tại nhà của Phật, tâm được an ổn. Mình vào sâu pháp chân thật không tự tánh cũng khiến người khác vào sâu pháp chân thật không tự tánh, tâm được an ổn. Mình chẳng phỉ báng tất cả Phật pháp cũng khiến người khác chẳng phỉ báng Phật pháp, tâm được an ổn. Mình tròn đầy nhất thiết chí Bồ Đề nguyện cũng khiến người khác tròn đầy nhất thiết chí Bồ Đề nguyện, tâm được an ổn. Mình vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai cũng khiến người khác vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai, tâm được an ổn. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được vô thượng đại trí an ổn của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tâm được an ổn. Những gì là 10? Đó là: một, mình trụ tâm Bồ Đề tự tại cũng nên khiến cho người khác trụ tâm Bồ Đề, như vậy tâm mới được an ổn. 2, mình rốt ráo lìa khỏi cảnh giới phẫn nộ đấu tranh cũng khiến người khác lìa phẫn nộ trách luận, như vậy tâm mới được an ổn. Thế nào là phẫn nộ đấu tranh? Vì tâm phân biệt quá nhiều, do đó phẫn hận bất bình. Vốn chẳng có đạo lý để nói nhưng vẫn nói ra những điều chẳng có lý, do đó có câu cường tử đạt lý. Nếu có phẫn nộ đấu tranh thì tâm chẳng được an ổn. 3. Mình lìa pháp phàm ngu nên cũng khiến người khác lìa pháp phàm ngu, như vậy tâm mới được an ổn. 4. Mình sinh tu căn lành cũng khiến người khác sinh tu căn lành, như vậy tâm mới được an ổn. 5. Mình trụ đạo ba la mật cũng khiến người khác trụ đạo ba la mật, như vậy tâm mới được an ổn. 6. Mình trụ tại nhà của Phật cũng khiến người khác trụ tại nhà của Phật, như vậy tâm mới được an ổn. 7. Mình vào sâu pháp chân thật không tự tánh cũng khiến người khác vào sâu pháp chân thật không tự tánh, như vậy tâm mới được an ổn. 8. Mình chẳng phỉ báng tất cả Phật pháp cũng khiến người khác chẳng phỉ báng Phật pháp, như vậy tâm mới được an ổn. 9. Mình tròn đầy nhất thiết chí Bồ Đề nguyện cũng khiến người khác tròn đầy nhất thiết chí Bồ Đề nguyện, như vậy tâm mới được an ổn. 10. Mình vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai cũng khiến người khác vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai, như vậy tâm mới được an ổn. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được vô thượng đại trí an ổn của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 cách thành tựu chúng sinh. Những gì là 10? Đó là: dùng sự bố thí để thành tựu chúng sinh, dùng sắc thân để thành tựu chúng sinh, dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sinh, dùng sự đồng hành để thành tựu chúng sinh, dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sinh, dùng sự khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sinh, dùng sự thị hiện tất cả thế giới rõ ràng để thành tựu chúng sinh, dùng sự thị hiện đại oai đức của Phật pháp để thành tựu chúng sinh, dùng đủ thứ thần thông biến hiện để thành tựu chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi diệu bí mật để thành tựu chúng sinh. Đó là 10. Bồ Tát dùng những cách này để thành tựu cõi chúng sinh.
Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 cách thành tựu chúng sinh. Những gì là 10? Đó là: một, dùng sự bố thí để thành tựu chúng sinh; 2, dùng sắc thần để thành tựu chúng sinh; 3, dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sinh; 4, dùng sự đồng hành để thành tựu chúng sinh; 5, dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sinh; 6, dùng sự khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng sinh; 7, dùng sự thị hiện tất cả thế giới rõ ràng để thành tựu chúng sinh; 8, dùng sự thị hiện đại oai đức của Phật Pháp để thành tựu chúng sinh; 9, dùng đủ thứ thần thông biến hiện để thành tựu chúng sinh; 10, dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi diệu bí mật để thành tựu chúng sinh. Đó là 10. Bồ Tát dùng những cách này để thành tựu cõi chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 loại giới. Những gì là 10? Đó là giới chẳng xả bỏ Bồ Đề Tâm, giới ra lìa bậc nhị thừa, giới quan sát lợi ích tất cả chúng sinh, giới khiến cho tất cả chúng sinh trụ vào Phật Pháp, giới tù tất cả chỗ học của Bồ Tát, giới đối với tất cả Pháp vô sở đắc, giới đem tất cả các lành hồi hướng Bồ Đề, giới chẳng chấp vào tất cả thân Như Lai, giới tư duy tất cả Pháp lìa chấp lấy, giới các căn luật nghi. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được giới ba la mật vô thượng rộng lớn của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 loại giới. Những gì là 10? Đó là: một, chẳng xả bỏ Bồ Đề Tâm mà tu giới luật này. Giới tức là ngừng làm ác, ngừa lỗi lầm. Nếu không làm các điều ác, làm các điều thiện thì mới tăng trưởng các lành, mới được giải thoát. Giới là khuôn phép của sự học Phật, không thể vượt ra ngoài phạm vi. Mỗi cử chỉ hành động phải hợp với pháp tắc của giới luật, bằng không thì tu hành vô lượng kiếp cũng không thể nào thành tựu được. Tại sao? Vì những gì mình làm, mình tu đều trái ngược với giới luật. Bất cứ học tập tông phái nào nhất định phải giữ gìn giới luật. Ở đâu cũng lấy giới luật làm đầu. Giới luật của tôn giáo là phòng ngừa tâm ý trước khi phạm tội, còn pháp luật của thế gian thì trị thân thể đã phạm tội rồi. Do đó có thể thấy giới luật hơn pháp luật. 2. Muốn ra lìa bậc nhị thừa thanh văn duyên giác mà tu giới luật này. 3. Muốn quan sát lợi ích tất cả chúng sinh mà tu giới luật này. 4. Muốn khiến cho tất cả chúng sinh trụ vào Phật Pháp mà tu giới luật này. 5. Muốn tu tất cả chỗ học của Bồ Tát mà tu giới luật này. 6. Muốn đối với tất cả Pháp vô sở đắc mà tu giới luật này. 7. Muốn đem tất cả các lành hồi hướng Bồ Đề mà tu giới luật này. 8. Muốn chẳng chấp vào tất cả thân Như Lai mà tu giới luật này. 9. Muốn tư duy tất cả Pháp lìa chấp lấy mà tu giới luật này. 10. Muốn các căn luật nghi mà tu giới luật này. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được giới ba la mật vô thượng rộng lớn của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thọ ký. Bồ Tát nhờ đó mà tự biết thọ ký. Những gì là 10? Đó là dùng ý thủ thắng Pháp Bồ Đề Tâm tự biết thọ ký, vĩnh viễn không nhảm bỏ các hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký, trụ tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh tự biết thọ ký, tu tất cả Phật Pháp tự biết thọ ký, nơi tất cả Phật giáo một lòng hướng về niềm tin sâu xa tự biết thọ ký, tu tất cả các lành đều khiến thành tựu tự biết thọ ký, để tất cả chúng sinh nơi Phật Bồ Đề tự biết thọ ký, nơi tất cả thiện tri thức hòa hợp không hai tự biết thọ ký, nơi tất cả thiện tri thức khởi nghĩ tưởng Như Lai tự biết thọ ký, luôn siêng giữ gìn Bồ Đề nguyện xưa tự biết thọ ký. Đó là 10. Cả vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thọ ký. Bồ Tát nhờ nhân duyên đó mà tự biết thọ ký. Những gì là 10? Đó là: một, dùng ý thủ thắng Pháp Bồ Đề Tâm. Nếu như vậy thì 10 phương chư Phật ở trong tĩnh lặng để thọ ký, tự biết thọ ký. 2. Vĩnh viễn không nhảm bỏ các hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký. 3. Trụ ở trong tất cả kiếp tu hành Bồ Tát hạnh tự biết thọ ký. 4. Tu hành tất cả Phật Pháp từ từ dũng mãnh tinh tấn tự biết thọ ký. 5. Nơi giáo pháp của tất cả chư Phật nói một lòng hướng về niềm tin sâu xa, không có hoài nghi tự biết thọ ký. 6. Tu hành hết thảy tất cả các lành. Do đó, đừng cho rằng việc lành nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm. Phải biết việc lành to lớn là do việc lành nhỏ tích tụ mà thành, còn việc ác to lớn cũng từ việc ác nhỏ tích tụ mà thành tựu. Giống như núi Thái, vẫn do từng hạt bụi tích tụ mà thành, giống như biển cả cũng do từng giọt tích tụ mà thành biển. Tu căn lành đều sẽ thành tựu tự biết thọ ký.
7. Để tất cả chúng sinh nơi Phật Bồ Đề tự biết thọ ký. 8. Nơi tất cả thiện trí thức gần gũi cúng dường hòa hợp không hai tự biết thọ ký. 9. Nơi tất cả thiện trí thức sinh khởi nghĩ tưởng Như Lai cung kính thiện trí thức, tức là cung kính chư Phật tự biết thọ ký. 10. Luôn luôn siêng năng giữ gìn Bồ Đề nguyện xưa, không quên mất tự biết thọ ký. Đó là 10 pháp tự biết thọ ký của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 sự vào. Vào các Bồ Tát, những gì là 10? Đó là vào nguyện xưa, vào hạnh, vào tụ, vào các ba la mật, vào thành tựu, vào nguyện khác biệt, vào đủ thứ sự hiểu biết, vào cõi Phật trang nghiêm, vào thần lực tự tại, vào thị hiện thọ sinh. Đó là 10. Bồ Tát nhờ vậy mà vào khắp tất cả Bồ Tát ba đời. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào, hay vào cảnh giới của tất cả Bồ Tát, những gì là 10? Đó là 1. Vào nguyện xưa của Bồ Tát. 2. Vào hạnh xưa của Bồ Tát. 3. Vào các lành tích tụ của Bồ Tát. 4. Vào các pháp ba la mật của Bồ Tát tu. 5. Vào công đức thành tựu của Bồ Tát. 6. Vào nguyện khác biệt của Bồ Tát đã phát. 7. Vào đủ thứ sự hiểu biết của Bồ Tát. 8. Vào cõi Phật trang nghiêm của Bồ Tát. 9. Vào thần lực tự tại của Bồ Tát. 10. Vào thị hiện thọ sinh của Bồ Tát. Đó là 10 sự vào của Bồ Tát, vào cảnh giới của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát nhờ vậy mà vào khắp hết thảy cảnh giới của tất cả Bồ Tát ba đời. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 sự vào các Như Lai. Những gì là 10? Đó là vào vô biên thành chánh giác, vào vô biên chuyển bánh xe pháp, vào vô biên pháp phương tiện, vào vô biên âm thanh khác biệt, vào vô biên điều phục chúng sinh, vào vô biên thần lực tự tại, vào vô biên đủ thứ thần khác biệt, vào vô biên tam muội, vào vô biên lực vô sở úy, vào vô biên thị hiện niết bàn. Đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả Như Lai ba đời. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào tất cả cảnh giới của Như Lai. Những gì là 10? Đó là 1. Vào cảnh giới vô biên 10 phương ba đời tất cả chư Phật thành chánh giác. 2. Vào cảnh giới vô biên 10 phương chư Phật chuyển bánh xe pháp. 3. Vào vô biên pháp môn phương tiện của 10 phương chư Phật đã nói. 4. Vào vô biên âm thanh nói hết pháp khác biệt của 10 phương chư Phật. 5. Vào vô biên pháp môn điều phục chúng sinh của 10 phương chư Phật. 6. Vào vô biên pháp môn thần được tự tại của 10 phương chư Phật. 7. Vào vô biên cảnh giới đủ thứ thần khác biệt của 10 phương chư Phật. 8. Vào vô biên cảnh giới tam muội của 10 phương chư Phật. 9. Vào vô biên cảnh giới thập lực và 4 vô sở úy của 10 phương chư Phật. 10. Vào vô biên cảnh giới thì hiện niết bàn của 10 phương chư Phật. Đó là 10 sự vào của Bồ Tát vào tất cả cảnh giới của Như Lai. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp cảnh giới của tất cả Như Lai ba đời. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào hạnh chúng sinh. Những gì là 10? Đó là vào hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh, vào hạnh vị lai của tất cả chúng sinh, vào hạnh hiện tại của tất cả chúng sinh, vào hạnh lành của tất cả chúng sinh, vào hạnh chẳng lành của tất cả chúng sinh, vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh, vào căn hạnh của tất cả chúng sinh, vào hạnh dài của tất cả chúng sinh, vào hạnh phiền não tập khí của tất cả chúng sinh, vào hạnh giáo hóa điều phục, thời phi thời của tất cả chúng sinh. Đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả hạnh của các chúng sinh. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào hạnh chúng sinh. Những gì là 10? Đó là 1. Vào hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh đã tu. 2. Vào hạnh vị lai của tất cả chúng sinh sẽ tu. 3. Vào hạnh hiện tại của tất cả chúng sinh đang tu. 4. Vào hạnh lành của tất cả chúng sinh tu. 5. Vào hạnh chẳng lành của tất cả chúng sinh tu. 6. Vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh. 7. Vào căn hạnh của tất cả chúng sinh. 8. Vào hạnh dài của tất cả chúng sinh. 9. Vào hạnh phiền não và tập khí của tất cả chúng sinh. 10. Vào hạnh giáo hóa điều phục thời và phi thời của tất cả chúng sinh, tức cũng là không lỗi thời, lúc nào đáng giáo hóa thì đi giáo hóa, lúc nào đáng điều phục thì đi điều phục. Chúng sinh thì khó điều khó phục, chẳng dễ gì giáo hóa. Bồ Tát từ bi tha thiết, chẳng sợ mệt mỏi, nhẫn nại để giáo hóa chúng sinh căng cường. Đó là 10 pháp vào hạnh chúng sinh của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả hạnh của tất cả chúng sinh tu. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào thế giới. Những gì là 10? Đó là vào thế giới nhiễm, vào thế giới tịnh, vào thế giới nhỏ, vào thế giới lớn, vào thế giới trong hạt bụi, vào thế giới vi tế, vào thế giới úp, vào thế giới ngược,
vào thế giới có Phật và thế giới không có Phật, đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp mười phương tất cả thế giới. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào thế giới. Những gì là 10? Đó là 1. Vào thế giới nhiễm ô để độ thoát tất cả chúng sinh nhiễm ô. 2. Vào thế giới thanh tịnh để giáo hóa tất cả chúng sinh thanh tịnh. 3. Vào thế giới nhỏ để tiếp dẫn chúng sinh thế giới nhỏ. 4. Vào thế giới lớn để hồi hướng chúng sinh thế giới lớn. 5. Vào thế giới trong hạt bụi để độ khắp chúng sinh trong thế giới hạt bụi. 6. Vào thế giới vi tế để độ khắp chúng sinh thế giới vi tế. 7. Vào thế giới úp để giáo hóa chúng sinh thế giới úp. 8. Vào thế giới ngửa để giáo hóa chúng sinh thế giới ngửa. 9. Vào thế giới có Phật để rộng độ chúng sinh có căn lành. 10. Vào thế giới không có Phật để rộng độ chúng sinh không có căn lành. Tóm lại, bất cứ chúng sinh căn tánh gì đều độ thoát khỏi biển khổ. Đó là 10 pháp môn vào thế giới của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp mười phương tất cả thế giới để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào kiếp. Những gì là 10? Đó là vào kiếp quá khứ, vào kiếp vị lai, vào kiếp hiện tại, vào kiếp có thể đếm, vào kiếp không thể đếm, vào kiếp có thể đếm, tức kiếp không thể đếm, vào kiếp không thể đếm, tức kiếp có thể đếm, vào tất cả kiếp, tức chẳng phải kiếp, vào chẳng phải kiếp, tức tất cả kiếp, vào tất cả kiếp, tức một niệm, đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả kiếp. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 sự vào kiếp. Những gì là 10? Đó là 1. Vào tất cả kiếp quá khứ. 2. Vào tất cả kiếp vị lai. 3. Vào tất cả kiếp hiện tại. 4. Vào kiếp có thể đếm. 5. Vào kiếp không thể đếm. 6. Vào kiếp có thể đếm, tức kiếp không thể đếm. 7. Vào kiếp không thể đếm, tức kiếp có thể đếm. 8. Vào tất cả kiếp, tức chẳng phải kiếp. 9. Vào chẳng phải kiếp, tức tất cả kiếp. 10. Vào tất cả kiếp, tức một niệm. Đây là cảnh giới một, tức là nhiều, nhiều tức là một, nhiều một không hai, lớn nhỏ viên dung. Đó là 10 pháp môn vào kiếp. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả kiếp, độ khắp tất cả chúng sinh. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp nói ba đời. Những gì là 10? Đó là đời quá khứ nói đời quá khứ, đời quá khứ nói đời vị lai, đời quá khứ nói đời hiện tại, đời vị lai nói đời quá khứ, đời vị lai nói đời hiện tại, đời vị lai nói vô tận. Đời hiện tại nói đời quá khứ, đời hiện tại nói đời vị lai, đời hiện tại nói bình đẳng. Đời hiện tại nói ba đời tức một niệm, đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà nói khắp ba đời. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nói ba đời. Những gì là 10? Đó là 1. Đời quá khứ lại nói đời quá khứ. 2. Đời quá khứ lại nói đời vị lai. 3. Đời quá khứ lại nói đời hiện tại. 4. Đời vị lai lại nói đời quá khứ. 5. Đời vị lai lại nói đời hiện tại. 6. Đời vị lai lại nói vô tận. Vị lai là pháp tiếp tục khởi, nên vị lai gọi là vô tận. 7. Đời hiện tại lại nói đời quá khứ. 8. Đời hiện tại lại nói đời vị lai. 9. Đời hiện tại lại nói bình đẳng. 10. Đời hiện tại nói ba đời tức một niệm. Quá khứ vị lai hiện tại chẳng rời khỏi một tâm niệm hiện tiền. Đó là pháp môn 10 thứ nói ba đời của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà nói khắp tất cả nhân duyên ba đời. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp biết ba đời. Những gì là 10? Đó là biết các an lập, biết các ngôn ngữ, biết các luận nghị, biết các quy tắc, biết các sự tán, biết chế định, biết kia giả danh, biết kia vô tận, biết kia tịch diệt, biết tất cả không, đó là 10. Bồ Tát nhờ đó mà biết khắp tất cả các pháp ba đời. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp môn biết ba đời. Những gì là 10? Đó là 1. Biết tất cả thế giới an lập. 2. Biết tất cả ngôn ngữ của thế giới. 3. Biết tất cả luận nghị của thế giới. 4. Biết tất cả quy tắc của thế giới. 5. Biết tất cả sức tán của thế giới. 6. Biết tất cả chế lệnh của thế giới. 7. Biết tất cả thế giới là giả danh. 8. Biết tất cả thế giới là vô tận. 9. Biết tất cả thế giới là tịch diệt. 10. Biết tất cả thế giới là không. Đó là 10 pháp biết ba đời của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà biết khắp tất cả các pháp ba đời. Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không nhà mòi. Những gì là 10? Đó là cúng dường tất cả chư Phật tâm không nhà mòi, gần gũi tất cả thiện tri thức tâm không nhà mòi,
Cầu tất cả pháp tâm không nhàm mỏi, lắng nghe chánh pháp tâm không nhàm mỏi, tuyên nói chánh pháp tâm không nhàm mỏi, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh tâm không nhàm mỏi, đặt để chúng sinh nơi Phật Bồ Đề tâm không nhàm mỏi, nơi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh tâm không nhàm mỏi, du hành tất cả thế giới tâm không nhàm mỏi, quan sát tư duy tất cả Phật pháp tâm không nhàm mỏi. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được đại trí vô thượng không nhàm mỏi của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không nhàm mỏi. Những gì là 10? Đó là: 1. Cúng dường tất cả chư Phật, tâm không nhàm mỏi. 2. Gần gũi tất cả thiện tri thức, tâm không nhàm mỏi. 3. Cầu tất cả pháp, tâm không nhàm mỏi. 4. Lắng nghe chánh pháp, tâm không nhàm mỏi. 5. Tuyên nói chánh pháp, tâm không nhàm mỏi. 6. Giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, tâm không nhàm mỏi. 7. Đặt để chúng sinh nơi Phật Bồ Đề, tâm không nhàm mỏi. 8. Nơi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết kiếp, hành Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm mỏi. 9. Du hành tất cả thế giới, tâm không nhàm mỏi. 10. Quan sát tư duy tất cả Phật Pháp, tâm không nhàm mỏi. Đó là 10 thứ tâm không nhàm mỏi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đạt được đại trí vô thượng không nhàm mỏi của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ trí khác biệt. Những gì là 10? Đó là trí khác biệt biết chúng sinh, trí khác biệt biết các lành, trí khác biệt biết các căn, trí khác biệt biết nghiệp báo, trí khác biệt biết thọ sanh, trí khác biệt biết thế giới, trí khác biệt biết pháp giới, trí khác biệt biết chư Phật, trí khác biệt biết các pháp, trí khác biệt biết ba đời, trí khác biệt biết tất cả ngôn ngữ. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí khác biệt rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ trí khác biệt. Những gì là 10? Đó là: 1. Trí khác biệt biết chúng sinh. 2. Trí khác biệt biết các căn. 3. Trí khác biệt biết nghiệp báo. 4. Trí khác biệt biết thọ sanh. 5. Trí khác biệt biết thế giới. 6. Trí khác biệt biết pháp giới. 7. Trí khác biệt biết chư Phật. 8. Trí khác biệt biết các pháp. 9. Trí khác biệt biết ba đời. 10. Trí khác biệt biết tất cả ngôn ngữ. Đó là 10 thứ trí huệ khác biệt của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí khác biệt rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp Đà La Ni. Những gì là 10? Đó là: văn trì Đà La Ni, vì trì tất cả pháp không quên mất. Tu hành Đà La Ni, vì khéo quán tất cả pháp như thật. Tư duy Đà La Ni, vì biết rõ tánh của tất cả các pháp. Pha quang minh Đà La Ni, vì chiếu các phải pháp không nghĩ bàn. Tam muội Đà La Ni, vì khắp tất cả chỗ Phật hiện tại, lắng nghe chánh pháp tâm không loạn. Viên âm Đà La Ni, vì hiểu rõ âm thanh ngôn ngữ không nghĩ bàn. Ba đời Đà La Ni, vì dễ nói các phải pháp ba đời không nghĩ bàn. Đủ thứ biện tài Đà La Ni, vì dễ nói vô biên các phải pháp. Sinh ra tài vô ngại Đà La Ni, vì bất khả thuyết pháp của Phật nói đều nghe được. Tất cả phải pháp Đà La Ni, vì an trụ lực vô sở úy của Như Lai. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát muốn được pháp này thì phải siêng tu học. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp Đà La Ni. Những gì là 10? Đó là: 1. Văn trì Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa. Hay nghe tất cả pháp, thọ trì tất cả pháp thì vĩnh viễn không quên mất. 2. Tu hành Đà La Ni, khéo quán tất cả pháp như thật. 3. Tư duy Đà La Ni, biết rõ tánh của tất cả các pháp. 4. Pháp quang minh Đà La Ni, chiếu các Phật pháp không nghĩ bàn. 5. Tam muội Đà La Ni, khắp tất cả chỗ Phật hiện tại, lắng nghe chánh pháp tâm không tán loạn. 6. Viên âm Đà La Ni, hiểu rõ âm thanh và ngôn ngữ không nghĩ bàn. 7. Ba đời Đà La Ni, sẽ nói các Phật pháp ba đời không nghĩ bàn. 8. Đủ thứ biện tài Đà La Ni, sẽ nói vô biên các Phật pháp. 9. Sinh ra tai vô ngại Đà La Ni, bất khả thuyết pháp của Phật nói đều nghe được. 10. Tất cả Phật pháp Đà La Ni, an trụ thập lực và bốn vô sở úy của Như Lai. Đó là 10 pháp Đà La Ni của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát muốn được pháp này thì phải xin tu học tất cả Phật pháp. Phật tử, đại Bồ Tát nói 10 thứ Phật. Những gì là 10? Đó là: Phật thành chánh giác, Phật nguyện, Phật nghiệp báo, Phật trụ trì, Phật niết bàn, Phật pháp giới, Phật tâm, Phật tam muội, Phật bổn tánh, Phật tùy lạc. Đó là 10. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát nói 10 thứ Phật. Những gì là 10?
đó là một Phật thành chánh giác, tức là Bồ đề thân; hai Phật phát nguyện, tức là nguyện thân; ba Phật nghiệp báo, tức là trang nghiêm thân; bốn Phật trụ trì, tức là lực trì thân; năm Phật niết bàn, tức là hóa thân; sáu Phật pháp giới, tức là pháp thân; bảy Phật tâm, tức là oai thế thân; tám Phật tâm muội, tức là phước đức thân; chín Phật bổn tánh, tức là trí thân; mười Phật tùy lạc, tức là ý sinh thân. Đó là Bồ Tát nói 10 thứ Phật. Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời 20 câu hỏi về pháp thập tín hạnh của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi. Vì hỏi 1 đáp 10 nên có 200 câu trả lời.